Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ giới thiệu hai cách để tạo đề thi nghe trên Google Forms. Cách đầu tiên đó là mình có thể sử dụng tiện ích Talk and Comment. Đầu tiên mình sẽ vào cái thanh tìm kiếm của Google, mình sẽ tìm kiếm cụm từ Chrome Store. Và trong cửa hàng Chrome trực tuyến này, mình sẽ đi tìm tiện ích bằng cách là mình sẽ tìm kiếm cụm từ Talk and Comment. Thì khi đó mình sẽ thấy cái tiện ích nó hiện ra ở đây và mình sẽ click vào nó. Tiếp theo mình sẽ bấm chọn thêm vào Chrome. Mình sẽ chọn tiếp Add Extension nhé. Tiếp theo thì mình sẽ bấm chọn Allow để cái tiện ích này có thể sử dụng cái microphone của mình. Tiếp theo mình sẽ mở cái đề kiểm tra và nghe của mình lên. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái đề gồm có 2 câu thôi cho nó ngắn gọn, là 2 câu dạng trắc nghiệm ha. Thì mình đã thấy cái tiện ích nó nằm ở phía bên phải của màn hình rồi. Ở đây cái đề nghe này mình chưa có chèn thêm bất cứ cái file nghe nào vô đây cả. Thì để mà có thể thêm file nghe thì mình sẽ chuẩn bị sẵn 2 cái file nghe này dành cho 2 câu nhé. Khi đó mình sẽ mở sẵn file nghe số 1 dành cho câu 1 lên. Sau đó mình chạm vào biểu tượng Talk and Comment. Thì lúc đó nó sẽ tự động thu âm cái phần nghe này lại. Khi mình muốn dừng thì mình click vào cái nút màu xanh này thì nó sẽ tự dừng cho mình. Sau đó mình sẽ hiện ra một cái cửa sổ thì nó thông báo cho mình là đã thực hiện xong và cho mình một cái đường link. Mình chọn tiếp OK. Và sau đó trong cái phần câu hỏi của mình ấy, mình sẽ sửa và mình sẽ thêm cái phần đường link đó bằng cách click phải chọn paste, hoặc là mình có thể bấm Ctrl V để mình dán cái đường link đó vào câu 1. Câu 2 thì cũng tương tự vậy thôi, mình cũng mở sẵn cái file nghe và sau đó mình chạm vào cái tiện ích Talk and Comment thì nó cũng tự động ghi âm cho mình cái phần nghe đó. Mình sẽ chỉ bấm ngay cái chỗ mình cần cho cái câu hỏi này thôi. Và sau đó mình sẽ chạm vào nút màu xanh nhé, để dừng cái file nghe đó lại. Tiếp theo thì mình cũng copy cái đường link này và mình thêm vào phần câu hỏi số 2 ở phía sau bằng cách bấm Ctrl V. Như vậy mình đã dán cái đường link vào câu hỏi thứ hai rồi. Tiếp theo mình sẽ kiểm tra xem là cái đề này nó đã có cái phần nghe chưa, bằng cách là mình sẽ click vào cái biểu tượng mắt này. Và như mình thấy trên màn hình thì ở dưới mỗi câu hỏi thì nó đã có cái biểu tượng phần nghe ở dưới đó rồi. Ví dụ mình cho nghe câu 1. Hãy nghe âm thanh và đoán xem đây là con vật gì. Sau đó học sinh sẽ chọn đáp án thôi.
Mình kiểm tra tiếp câu 2 thì câu 2 là một cái câu hình ảnh. Học sinh cũng nghe bình thường và sau đó chọn đáp án thôi. Đây là cái hình ảnh của cái bài kiểm tra hiển thị đối với những cái máy mà đã cài máy hoặc là cái mail nha, đã cài cái tiện ích Talk and Comment. Nhưng mà đối với những cái mail hoặc cái máy nó không có cài tiện ích đó thì nó có cái phần hiển thị nó hơi khác một chút. Ở đây mình chọn một cái mail khác không có cài tiện ích này và mình xem nó có cái sự khác biệt như thế nào ha. Như các bạn thấy thì ở dưới mỗi câu hỏi nó không phải là cái biểu tượng của phần nghe nữa mà nó chỉ là một cái đường link. Vậy thì khi học sinh muốn nghe ấy thì học sinh sẽ click vào cái đường link đó. Học sinh sẽ đồng thời di chuyển giữa hai tab với nhau để mà nghe. Và sau đó chọn đáp án thôi. Cách số 2 đó là sử dụng trang web Vocaloid. Trên thanh tìm kiếm mình sẽ đi tìm cái địa chỉ trang web đó, vocaloid.com. Rồi mình thấy ở đây có một cái nút upload thì mình có thể tải cái file nghe của mình lên và sau đó mình sẽ lấy đường link để mình dán vô từng câu hỏi đó. Nhưng mà điều này thì sẽ làm cho mình không có cắt được cái phần nghe mà mình mong muốn. Nó sẽ tải nguyên một cái file nghe. Nếu muốn các bạn có thể tự cắt ha. Tự cắt rồi mình tải lên sau. Và cái nút này sẽ là nút ghi âm, ghi âm giọng của mình hoặc là mình ghi âm cái phần nghe giống như khi nãy. Ví dụ ở đây mình muốn ghi âm cho câu hỏi số 2 thì mình cũng mở cái file nghe đó lên và sau đó mình chạm vào cái biểu tượng màu xanh có cái nút màu đỏ này. Mình đã thấy nó đã trong quá trình ghi âm rồi. Mình muốn dừng nó thì mình bấm lại thôi. Mình sẽ chọn Save and Share. Và sau đó mình sẽ có một cái đường link. Giống như bước khi nãy thì mình cũng dán đường link này vào từng câu hỏi. Và khi làm bài thì học sinh cũng di chuyển giữa các tab để học sinh có thể làm bài nghe ha. Cũng có thêm một cách đó là mình sử dụng những cái mã code để mình cho cái phần của Vocaloid này nó là một cái thanh hiển thị lên cái màn hình của học sinh. Học sinh bấm trực tiếp vô đó. Nhưng mà cái mã code đó thì khá là phức tạp cho nên mình không hướng dẫn. Hy vọng là mọi người có thể hiểu và mọi người áp dụng thành công khi sử dụng Google Forms tạo đề kiểm tra nghe nhé.